Thank you.
của cháu Cường, cháu Mạch, cháu Tú có lễ để về viếng cụ trên chầu kính thầy. Lời cập tạ gia đình mời đoàn đuôi chân trở về lễ tiếp đón uống nước chia buồn, gia đình chân thành cảm ơn. Gia đình cháu Trung, cháu Hồng ở xóm Ngò có lễ về viếng cụ, trân trọng kính mời.
đình xin mời đoàn hương chân bàn uống nước gia đình chân.